Hai, chào tất cả mọi người ha. Thì anh em nào hết cặp sinh sản này thì alo cho mình. Nói chung là bắt lẻ nha, chứ mình mà đem ghép rồi là anh em không còn cơ hội để ghép đâu. Rồi. Nói chung là cặp này cặp zin gần luôn nha. Nó cũng đứng lòng lắm mọi người thấy hả? Con máy thì nó quá dạng rồi, còn trống. Con máy mã đen nha mọi người. Mã trống á. Cho nên là anh em hết thì alo cho mình. Chỉ có con trống còn hơi trao chứ thôi. Cái này anh em về bắt thả vô là ok. Anh em nào hết cặp này thì cũ hai, cũng hai giá cho anh em luôn á, là 1,2 triệu anh em hết cho bác. Còn không thì mình tới hồi mình ghép thì anh em chờ sản phẩm thôi. Thì giờ thì mình để mình chia lại cho anh em chơi nè. Nó dạng lắm rồi, mua không khách nãy giờ nè. Con trống còn trao chứ máy đâu có trao đâu. Còn cặp kia thì mình cho ra kia rồi. Cặp kia thì giá hơi cao, với lại cặp kia thì mình dự định là mình sẽ để lại mọi người. Cả hai đều là nó còn mép hết đó mọi người, vừa rớt mép chứ lộn rồi. Con trống nó trao hơn con máy nhiều. Con máy còn đứng chịu cầu phải không? Cặp này anh em về ghép là có xe bom chắc luôn. Tại vì cái này nó mới bắt cặp ngoài rừng chưa đẻ. Mình về thì mình cứ ăn mồi tươi đậu phúc đó vô là ok à. Sáng hồi sáng thì chắc mọi người cũng có xem cái video ba con chim mình nó đứng gụn cục, giờ phơi nắng xong rồi ha, nó khác liền ha. Cho nên trời lạnh á thì chim nó gù gù xù xù vậy á, chứ nắng rồi nè mọi người ha, thấy khác liền, sau một hồi phơi nắng là nó sẽ khác. Ok, ẩu này thì anh em nào thích thì alo cho mình, còn không thì mình để mình nuôi chúng gì hết. Anh em khỏi lo, nuôi thì tại vì mấy con đó thì hồi xưa là có chim con ra rồi thì ok, mình biết được nó có thể gai được dài bao nhiêu. Còn cặp này thì nuôi nhiêu ta? Mình quên mất tiêu rồi, 20 lẻ mấy rồi phải. Cặp này cũng là mép hết. Anh em nào bắt thì alo cho mình. Con trống nói chung là con trống nó có một chấm bông ngay mí mắt ha. Hôm qua nói chung là đúng là mình không thấy, hôm qua mình qua thấy nhưng mà bắt thì bắt liền bây giờ, chứ còn vài bữa mình làm AV xong là mình sẽ không bắt đâu. Mình sẽ không chia lại anh em đâu ha. Với lại cái con bò này nữa. Con bò này hiện tại nó đang khai lông. Anh em nào chịu khó về ôm lông thì mình có máy luôn. Máy thì máy kích trống, anh em mà về ghép vẫn được ok, không sao hết. Vậy ha, anh em nào ưng thì alo cho mình ha. Thì giờ mình đang dọn lòng vô, hồi nãy giờ sáng giờ thì mình tắm nắng tụi nó. Hôm qua mưa mọi người cũng thấy mưa lớn lắm, mưa ở nhà mình ngập xăng luôn mà. Cho nên là anh chim mình phải đem đi phơi nắng hết chứ không phơi không được. Con này là con cục đuôi. Còn con này là con tôm. Bữa mình bắt tay nó cũng giờ cũng sợ sợ mình xíu. Nhưng mà không sao, vài bữa là nó sẽ ok lại. Rồi ok, thì có vậy thôi. Anh em ưng thì alo cho mình ha. Còn mấy con kia thì cũng có video hôm qua mình quay rồi. Giờ quay nữa thì anh em xem rất là nhàm chán. À đúng rồi, mình sẽ cho mọi người xem mấy con chim con luôn, sẵn rồi quay luôn. Hồi sáng mọi người thấy nó không há miệng ăn đúng không? Giờ thì tí mình cho mọi người xem nó há miệng ăn. Tại sáng thì con nào cũng thế mọi người ơi, nó đơ 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 lắm.